bị cho về quê. Thế là lúc lên ở cũng xong về quê rồi, xong hôm sau lên thì mới xin lỗi anh các thứ đây, xin lỗi anh xong cái hai anh em lên tối hôm đấy lên nằm tâm sự với nhau, tâm sự chán đéo ngủ được, không có việc gì làm đấy, trốn đi đánh bia tiếp. Ừ, Quỳnh mới tối hôm mới hôm qua bị đuổi mẹ về quê, xong hôm sau hai anh em vẫn lên vừa xin lỗi xong vẫn xách đít nhau đi chơi được. Ừ, ngon thế chứ mẹ. Báo cái chơi ở phá đâu, nhưng mà đùa chứ không có mấy anh em như này thì đúng thật là cái team nó buồn lắm. Đang mà nói rằng là mà team mà có mình với thằng Quỳnh thì có mà mọi người đúng thật là cười có mà cả ngày không 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 nhặt được mồm luôn. Bọn mình tại vì là bọn mình ít khi nghiêm túc được lắm. Em quay màn hình rồi, anh đã nói ra là anh không có sợ. Mà có sợ nữa thì anh xin lỗi tiếp, xin lỗi xong để tính tiếp. À.